Xin chào cô chú anh chị, chào cô chú anh chị đã đến với kênh. Ngày hôm nay con trở lại nhà vườn Gia Phúc Bonsai để nhà vườn giao lưu với cô chú anh chị một số cái cây bonsai đặc biệt là đặc sản đào Indo của nhà vườn Gia Phúc. Như trước giờ cô chú anh chị đã thấy rồi đó. Rồi có khế gân đó, một số khế gân bệ cũng già cỗi nè. Rồi trang sen đó. Rồi thì bây giờ tiến vào bên trong để gặp em Hồng, chủ nhà vườn Gia Phúc, để Hồng giới thiệu với cô chú anh chị chi tiết. Rồi anh chào Hồng. Hồng ơi. Dạ em chào cô chú và anh chị. Tiếp theo là hôm nay bên nhà vườn Gia Phúc Khang bên em có giao lưu đến cô chú và anh chị một số cây chim sen và khế gân và siêu ngô. Nói chung là đa dạng, có nhiều mặt hàng ha. Dạ hôm nay là đào á. Rồi đào Indo, đặc sản của nhà vườn Gia Phúc ha. Đó. Rồi thì tránh là mất thời gian của cô chú anh chị mình đi vào cây đầu tiên luôn đi ha Hồng. Cây đầu tiên là cây mã số 1 ạ, là cây chen sen ạ. Chen sen. Dạ, dạ rất là già luôn ạ, cũng rất là to luôn ạ. Dạ, sống thẻ lên mầm luôn ạ. Dạ đây. Rồi cây này về thì cô chú anh chị mình có thể vào dây sắp xương rồi đó chơi được ạ. Dạ em đo chiều cao luôn ạ. Dạ chiều cao là được 22. Em đo vị trí thân ở đây là được 18 ạ. Cổ đế em đo ngay dưới đây là được 39 ạ. Cái mã số 1 là 400.000 ạ, em bao phí ship ạ. Rồi 400.000 thôi ha Hồng. Dạ, em hảo cái tay em vô cho cô chú anh chị mình thấy độ lớn. Thấy cái tay em ở to. Rồi 400 thôi ha. Dạ đúng anh. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi em ơi. Dạ cây tiếp theo là mã số 2 ạ, cũng là chen sen luôn ạ. Rồi cây nào cây nấy cụm bệ quá trời đẹp ha. Rồi đi vào thông số luôn đi. Dạ em đo chiều cao. Dạ chiều cao là được 22 luôn ạ. Em đo ở vị trí thân ở đây là được 18 luôn ạ. Đến em đo ở vị trí này là được 38 ạ. Cây mã số 2 là 400.000 ạ, em bao phí ship ạ. Rồi 400.000. Dạ. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi em ơi. Cây tiếp theo là mã số 3 ạ, cũng là chen sen luôn ạ. Rất là già luôn ạ, cụ tế rất là to luôn ạ. Em hạo cái tay vô dạ. Là nó có giống như nó có vật đối xứng cho cô dạ chú anh chị mình dễ xem ha. Ừ, nguyên một cục luôn. Rồi đó, chiều cao luôn. Dạ chiều cao là được 26 ạ. Hoành thân em đo ở vị trí này là được 18 ạ. Dạ cụ tế em đo ở đây là được 40 ạ. Cây mã số 3 là 400.000 luôn ạ, em bao phí ship ạ. Rồi 400.000 dạ. Ha. Trang sen bữa này đồng giá hả Hồng? Đồng giá luôn anh. Rồi dạ. Lên tiếp theo đi em ơi. Tiếp theo cũng là trang sen luôn ạ, mã số 4 ạ. Rồi củ đế già già không cô chú anh chị? Già già luôn, có sống khỏe luôn, cây nào cây nấy là. Rồi chờ được tự thì nó lên dạ. Thì ra bông thôi ha. Dạ đúng anh. Rồi. Dạ em đo chiều cao luôn ạ. Dạ chiều cao là được 30 ạ. Dạ Quỳnh Thăng em đo ở vị trí này là được 18 ạ. Đấy em đo ở đây là được 38 ạ. Cây mã số 4 cũng là 400.000 luôn ạ, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. 400 dạ. Ha. Rồi đồng giá thì cô chú dạ anh chị mình dễ lựa chọn ha. Cây mã số 5 ạ. Cây mã số 5 thì có đen la bông ạ. Đây có cái bông này dạ. Có bông mẫu cho cô chú anh chị nào chưa biết cái dòng trang sen đó, nó như cái búp sen như cô chú anh chị. Bông luôn. Rất là xinh ha dạ. Đặc biệt thì dòng này luôn ạ. Bông hoa rất là dạ bền ha Hùng. Dạ đúng rồi anh. Dạ này. Dạ em đo chiều cao luôn ạ. Dạ chiều cao em đo đây là được 24 ạ. Hoành thân em đo ở vị trí này là được 18 ạ. Đấy em đo ở vị trí này là được 32 ạ. Cây mã số 5 cũng là 400.000 luôn ạ. 400.000 luôn ha dạ. Còn cũng có vài cây trang sen ha dạ. Rồi lên tiếp theo luôn đi em. Dạ tiếp theo là em lên mai chiếu thủy ạ. Mai chiếu thủy. Nu gò công ạ. Nu gò công. Lá trung ạ. Lá trung ha. Dạ. Ok có cành cũng có chứ. Cây này dạng dạ trực lắc ha không? Dạ đúng rồi anh. Đó gọn gọn mà có chi 1, chi 2, chi phong đều có hết rồi ha. Cũng đang sống khỏe lắm. Rồi ở đây thì nó có một cái thẹo ở đây ha. Dạ. Là sẵn chỉ với cô chú anh chị mình đó. Nó hơi tuột ở đây một xíu đây. Rồi đi vào thông số luôn em ơi. Dạ chiều cao em đo là được 14 ạ. Hoành thân em đo ở vị trí này được 24 ạ. Cụ đế em đo ở vị trí này là được 46 ạ. Giá cây mã số 6 là 300.000 ạ, em bao phí ship. Rồi 300.000 thấy ha. Rồi lên tiếp theo luôn đi em ơi.
Dạ cây mã tiếp theo là mã số 7 ạ. Trời cũng là mai chiếu thủy luôn ạ. Mầm tược lên phà luôn ha. Luôn ngược cong luôn ạ, lá trung. Bộ đế sắp đều ro luôn ha. Rất là sạch luôn, lên mầm luôn. Rồi, sống cốt cạnh đây nè, cái này giống như là được giật một nhịp cốt rồi nè cô chú anh chị, lực không ha. Rồi, đi vào thông số luôn đi mà. Dạ, chiều cao em đo đây là được 24 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 26 ạ. Đới em đo ở vị trí này là được 60 ạ. Cây mã số 7 là 650 ạ, em bao phí ship tôi. Dạ. Rồi, bao ship toàn quốc ha. Dạ đúng anh. Rồi, lên tiếp theo anh em ơi. Cây tiếp theo là mã số 8 ạ. Cũng là mai chiếu thủy luôn ạ. Rồi, một cây chật này nó giót như búp măng vậy. Dạ, rất là đẹp luôn. Rồi, rất là già luôn ạ. Để sắp đều đo hết ạ. Dạ, em đo chiều cao luôn ạ. Chiều cao là được 20 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 28 ạ. Đến em đo ở vị trí này là được 56 ạ. Cây mã số 8 là 600.000 ạ. Em bao phí ship toàn quốc ạ. Trời. Cây tiếp theo là mã số 9 ạ. Cây gừa ạ. Gừa đọt đỏ hả không? Dạ đúng ạ. Lý do anh thấy hình như là nó không có đỏ là do em để trong mát không hay gì? Do ở trong mát ha. Dạ. Rồi thì nhà vườn làm số lượng thì nói chung là làm cái giống gì thì nhà vườn cung cấp theo thông tin về cái giống đó ha. Dạ. Khi nuôi cũng lâu rồi ạ. Để đấm rất là lực ha cô chú chị. Ở đây. Kìa đi vào thông số đi em. Dạ chiều cao là được 18 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 22 ạ. Của đấy em đo ở vị trí này là được 44 ạ. Giá cây mã số 9 này là 300.000 ạ, em bao phí ship toàn quốc ạ. Rồi 300.000 ha, có một cốt phôi khá là sạch sẽ, cốt cành đầy đủ ha. Rồi nâng cây tiếp theo đi Hồng ơi. Dạ cây tiếp theo là mã số 10 ạ. Cũng là cây gừa luôn ạ. Gừa đọt đỏ ha. Dạ. Cây rất là sạch luôn ạ. Rồi đi vào thông số luôn đi em ơi. Dạ chiều cao em đo đây là được 24 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 20 ạ. Của đế em đo ở vị trí này là được 48 ạ. Rồi. Cây mã số 10 cũng 300.000 luôn ạ. Đồng giá luôn ạ. 300.000 dạ. Ha. Rồi lên tiếp theo đi em ơi. Nói chung cây nào cũng lên mầm ủ sống khỏe cho cô chú anh chị mình chơi yên cây tâm. Cây mã số 11 ạ. Cũng là cây gừa lọc đỏ luôn ạ. Đó, để điều cộng nào cũng lấy lực không cô chú anh chị. Rất là sạch luôn. Dạ. Rồi, em đo chiều cao luôn em ạ. Dạ chiều cao là được 18 ạ. Hoành thân em đo ở vị trí này là được 20 ạ. Của đế em đo ở vị trí này là được 44 ạ. Cây mã số 11 là 300.000 luôn ạ. Em bao phí ship luôn ạ. Rồi 300.000. Dạ. Rồi lên tiếp theo luôn đi hả mấy. Tiếp theo là mã số 12 ạ. Cũng là cây gừa đọt đỏ luôn ạ. Rồi. Dạ đây. Em đo chiều cao luôn. Chiều cao là được 22 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 22 luôn ạ. Tới em đo ở đây là được 48 ạ. Cây mã số 12 cũng 300.000 luôn ạ. Anh này đồng giá ạ. Rồi 300 dạ. Ha. Vừa cũng đồng giá luôn ha. Dạ đúng ha. Rồi. Cây tiếp theo. Cây tiếp theo là mã số 13 ạ. Cũng là gừa luôn ạ. Thì hôm nay nhà vườn đặc biệt là bán cái giá nói chung là hữu nghị hơn lúc trước nhiều lắm luôn cô chú anh chị. Đó, để đó nó em đo chiều cao luôn ạ. Là được 24 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 24 luôn ạ. Ủa đế em đo ở vị trí này là được 62 ạ. Cây mã số 13 cũng 300.000 luôn ạ. Em bao phí ship luôn ạ. Rồi 300 luôn ha. Dạ. Cũng rất là dễ chơi ha. Chỉ có 300 cô chú anh chị mình lựa chọn một cái cốt phôi sạch đẹp ha. Dạ em lên cây tiếp theo là mã số 14 ạ. Cũng là cây gừa luôn ạ. Đọc đỏ luôn ạ. Cái nào cái nấy nó rất là già luôn ạ. Cái này ra nắng thì nó sẽ đỏ cái đọt nó lại ha. Tại vì em để trong mát không ha. Dạ đúng rồi anh. Rồi. Dạ chiều cao em đo ở đây là được 18 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 22 ạ. Bộ đế em đo ở đây là được 46 ạ. Cây mã số 14 cũng 300.000 luôn ạ. Em bao phí ship toàn quốc ạ. Rồi 300.000 cây này khá đẹp luôn ha cô chú anh chị. Rồi lên tiếp theo đi em ơi. Tiếp theo là mã số 15 ạ. Cũng là cây gừa luôn ạ. Rồi.
Dạ. Đó, để đánh cây nào cây nấy đều sạch lắm cô chú anh chị. Sạch rất là đẹp luôn. Dạ chiều cao em đo đây là được 26 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 22 ạ. Đến em đo ở đây là được 52 ạ. Rồi. Cây mã số 15 cũng là 300 ngàn luôn ạ. Em bao phí ship luôn ạ. Rồi lên cây tiếp theo luôn đi Hồng ơi. Dạ tiếp theo là em lên mã Siro, số 10. Cũng là một cái món đặc sản của nhà vườn Gia Phúc ha. Siro mini. Dạ cây Siro luôn ạ. Rồi. Bộ đế rất là già luôn ạ. Thì cũng em có thể giới thiệu lại cho cô chú anh chị mình là cây này là cái đám này nó có trái chưa Hồng? Dạ có trái là cây lớn anh. Cây này là em nuôi cũng lâu rồi. Dạ. Rồi thì nói chung là cây đã cho trái rồi. Dạ, thì rồi. Nhà vườn cắt ngắn lại ha. Dạ. Rồi thì có trái thì sẽ có mẫu những cây siro bonsai mà cho cô chú anh chị mình tham khảo ha em. Dạ đúng rồi anh. Rồi. Dạ. Dạ cây siro là em tương đương. Rồi bây giờ mình bút lông ạ. Hồng sẽ lấy là cây bút lông thôi, khỏi đo ha. Thì cô chú anh chị mình có vật so sánh ha. Dạ. Cây mã số 16 ạ. Rồi. Dạ đây. Cây bút lông. Rồi thì giá thì là dạ đồng giá hết 100 ngàn anh. 100 ngàn một cây là có bao ship không? Dạ em chưa bao phí ship anh, 2 cây mới bao phí ship ạ. Rồi mua từ 2 cây trở lên thì nhà vườn là bao miễn phí ship. Dạ. Và một cây thì không bao phí ship. Dạ. Rồi thì cô chú anh chị mình cứ lựa chọn cây số 16 ạ. Rồi. Cũng là 100 ngàn ạ, một cây ạ. Số lượng thì nhà vườn mình có nhiều ha. Cô chú anh chị nào mà có muốn giao lưu thêm thì có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 0901099883 ạ. Có thể gọi qua Zalo để lựa chọn từng cây để gì chơi ha. Rồi lên tiếp theo đi nè. Dạ cây tiếp theo là mã số 17 ạ, cũng là Sigo luôn ạ. Ở đây. Rồi mỗi cây mỗi dáng vậy nè. Vì cô chú anh chị mình cắt vô dây sữa được hết rồi. Dạ. Tương đương bằng cây bút lông ạ. Rồi xem một vòng em. Rồi, 100 ngàn một cây. Dạ, 100 ngàn một cây à, đồng giá hết ạ. Dạ đây. Rồi, lên tiếp theo luôn đi Hồng ơi. Dạ, tiếp theo là mã số 18 mà cũng là Sigo luôn ạ. Đây. Rồi, trái Sigo thì cô chú anh chị mình về trồng lấy pha nước Sigo hồi xưa mình hay uống cô chú anh chị. Dạ, cũng bằng cây. Gốc đế là cây nào cây nấy đế, quái quái đẹp không ha? Quái quái rất là đẹp luôn, rất là già. Rồi, lên tiếp theo đi em. Dạ tiếp theo là mã số 19 ạ, cũng là Sigo luôn ạ. Đây nè, đế nó còn lấp ở dưới một khúc luôn nè cô chú anh chị. Rất là già. Cây rất là đẹp. Dạ đây cũng tương đương bằng cây bút lông luôn ạ. Rồi, cũng 100. Dạ, 100 ngàn một cây. Hai cây thì em bao phí ship ạ. Hai cây được miễn phí ship nha cô chú anh chị. Cái bầu cũng khá là to, ship thì cũng hết vài chục ngàn rồi cô chú anh chị. Số 20 ạ, cũng là Sigo luôn ạ. Dạ đây tương đương bằng cây bút lông luôn. Rồi. Cây số 20. Lên cây tiếp theo luôn. Mã số 21 ạ, cũng là Sigo luôn à, 100 ngàn một cây ạ. Rồi. Dạ đây. Nó to hơn cây bút lông của chúng ta. Có cây to hơn cũng khá nhiều ha. Rồi, lên tiếp theo đi nè. Tiếp theo là mã số 22 ạ, cũng là Sigo luôn ạ. 100 ngàn một cây ạ. Hai cây này thì bao phí ship ạ. Cây này to hơn cây bút lông nhiều lắm của chúng ta. Nó gấp đôi. Rồi, tiếp theo đi nè. Tiếp theo là mã số 23 ạ, cũng là Sigo luôn ạ. Dạ đây. Cây nào cũng đế quái 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 dữ dữ không rồi cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo đi nè. Dạ, tiếp theo là mã số 24 ạ, cũng là Sigo luôn ạ. Đây. To hơn cái bút lông. Nói chung thì nhà vườn lên một số cây tượng trưng. Còn cô chú anh chị nào vô luôn sỉ đồ cũng có luôn ha. Dạ đúng rồi anh. Có sỉ thì sỉ lẻ luôn ha. Sỉ thì nói chung là lúc nào số điện thoại trên Zalo luôn ạ. Là 0901099883 ạ. Rồi lúc nào cũng có giá tốt cho cô chú anh chị mình lấy sỉ ha. 100 ngàn một cây luôn ạ. Rồi mình tiếp theo. Em là cây mã số 26 ạ. Là cây khế chua ạ. Khế chua hả Hồng? Dạ, thân chậu lâu lắm. Dạ, cây rất là già luôn ạ. Khế quái ha. Dạ, dáng quái ạ. Tầm trung trung vừa chơi. Dạ. Không to mà cũng không nhỏ lắm. Đây. Cây rất là già luôn. Rồi, thì nhà vườn cũng ủ bầu lại thì lên mầm sống khỏe rồi ha cô chú anh chị. Rồi, thoải mái rồi ha. Luôn. Dạ. Rồi. Dạ, em đo chiều cao luôn ạ. Dạ, chiều cao là được 30 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 38 ạ.
Bộ đế em đo ở vị trí này là được 60 à, 6 ạ. Cây mã số 26 này em vô luôn là giá 800 ngàn à, em bao phí ship ạ. Rồi 800 ngàn ship tận nơi cho cô chú anh chị mình ha. Rồi rồi, cái tiếp theo đây. Tiếp theo là cây mã số 27 à, cây khế chua luôn ạ. Rồi khế chua luôn ha. Chậu cũng lâu. Ồ, cây này quá dữ ha. Rất là già luôn ạ. Quá trời, nó bệnh luôn, cục dạ. Luôn. Cụ đế rất là già luôn. Đó, cục to dữ ha. Dạ, dáng cũng quái luôn. Cây này rất là đẹp luôn. Rồi, cây lên mầm sống khỏe cho cô chú anh chị mình yên tâm hết ha. Dạ, em đo chiều cao luôn ạ. Dạ, chiều cao là được 40 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 38 ạ. Rồi. Bộ đế em đo ở vị trí này là được 70 ạ. Giá cây mã số 27 là 1 triệu ạ. Em bao phí ship luôn ạ. 1 triệu ha. Dạ, nói chung ha. Nhà vườn Gia Phúc thì cây dạ. Lớn cây nhỏ gì cũng tùy dạ. Chọn cho cô chú anh chị mình chơi ha. Dạ. Rồi, nên cái tiếp theo đi. Theo là mã số 28 ạ. Cũng 28. Là cây chua luôn ạ. Cũng dạ cây khế chua quái luôn ha. Dạ, quái luôn. Bộ đế rất là già luôn. Trời, để quái. Cây nấy rất là sạch với già luôn ạ. Nuôi rất là lâu luôn ạ. Rồi, thì cứ lên mầm vậy thì cô chú anh chị mình dạ. Sẽ hoàn toàn yên tâm rồi ha. Dạ. Đây, cụ đế nè. Quá trời, đẹp mà già, đám khế này già ha không? Dạ. Dạ, em đo chiều cao luôn ạ. Chiều cao là được 36 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 40 ạ. Dạ. Đấy em đo đi. Ngay chỗ vị trí này là được 78 ạ. Rồi. Cây mã số 28 là 800 ngàn ạ. Em bao phí ship luôn ạ. Dạ đây. Rồi 800 ngàn ha. Dạ, rồi lên tiếp theo đi em ơi. Mã tiếp theo là cây mã số 29 ạ. Cũng là khế chua luôn ạ. Rồi khế chua luôn ha. Dạ, cây này thì nó khá to hơn cái kia ha. Dạ. Dạ đây, cụ đế rất là già luôn ạ. Ừ, nó nằm nó trải một bệt luôn cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Cây này khá to ha. Dạ. Em quay một vòng cho cô chú anh chị xem ạ. Dạ em đo chiều cao luôn ạ. Dạ chiều cao là được 38 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 52 ạ. Đo nhiều chỗ cho cô chú. Rồi đo nhiều vị trí dạ. Cho cô chú anh chị mình tham khảo thôi. Ngay cổ này là được 36 ạ. 36 cho cái dạ. Cổ ha. Ồ, lên tục quá trời luôn cô chú anh chị. Dạ bộ đế em đo ở vị trí này là được 90 ạ. Dạ cây mã số 29 là giá 1 triệu 2 ạ. Em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. 1 triệu 200 ngàn dạ, bao ship hả? Toàn quốc ha. Dạ cô chú anh chị có giao lưu thì qua số điện thoại 0901099883 ạ. Dạ đây. Theo là mã số 2030 ạ. Là cây đào Indo ạ. Rồi đào Indo dạ. Đặc sản nhà vườn Gia Phúc dạ, ha. Đúng rồi. Dạ, rồi cây đang trái. Trái luôn ạ. Dạ đây trái nó màu nâu ạ. Đây, nó chín dạ. Thì nó đỏ tươi lên thấy không? Nó hơi đỏ à. Dạ. Đó, cây này thì trái nó nhỏ chút, có cây lớn thì trái lớn rồi cô chú anh chị. Dạ, rồi. Cây rất là chậu rất là già luôn ạ. Đẹp luôn. Rồi đi vào thông số của cây luôn đi em ơi. Dạ chiều cao em đo là được 50. Hoành ngay vị trí này là được 7 ạ. Dạ cây mã số 30 là 450 ạ. Rồi thì sẵn đây em giới thiệu lại cái trái đào Indo này nó có ăn được hay không hay là sao đi cho cô chú anh chị mình nắm rõ đi ha. Công dụng là làm trà thanh nhiệt ạ. Với lại mất ngủ với lại chị mất ngủ với lại rồi tim mạch ạ. Rồi nói dạ. Chung thì nó giống như là cái vị thuốc dạ. Nam vậy đó ha, mình dạ. Để làm trà thanh đúng nhiệt rồi. Ha. Dạ, đúng rồi. Rồi thì cô chú anh chị nào mà dạ. Có cần thêm chi tiết về cái trái đào Indo này á thì cứ liên hệ trực tiếp cho nhà vườn. Dạ. Đó. Số Zalo ạ. 0901099883. Rồi cây này là giá là 450 ha. Dạ, cây mã số 30 ạ. Rồi. Rồi. Lên cây tiếp theo luôn ạ. Tiếp theo là mã số 31 ạ. Trời ơi, cây này trái quá trời trái luôn. Rất là trái luôn. Trái mà ra, lá ra không nổi luôn. Chính thì nó màu đỏ như vậy ạ. Ồ, trái nó đẹp ha. Như mình có ship đi á, thì nó cũng rụng một hai rụng. Trái của những, chú anh chị. Những cái trái này dạ. Chín quá thì nó rụng phải không? Dạ, thông cảm giùm em ạ. Thì có gì thì cô chú anh chị mình dạ. Thông cảm ha. Do cây trái mà thì cố gắng là mình đóng gói dạ. Cẩn thận ha không? Dạ, đúng ha. Quá trời trái luôn. Dạ, em đo chiều cao luôn ạ. Dạ chiều cao là được 1 mét ạ.
cái này là được 1 mét. Dạ, hoành ngay vị trí này là được 10 ạ. Dạ, cái mã số 31 cũng là 450 ạ. Em bao phí ship toàn quốc ạ. Rồi. Cây tiếp theo là mã số 32 ạ. Là đào indo luôn ạ. Cây này cũng đen ra bông ạ. Hôm nay em quay là đen có trái và vừa có bông luôn. Rồi, cây nào thì nó bông nó nói lên vậy nữa không? Dạ, đúng rồi. Dòng này nó siêu trái vậy đây. Dạ. Bông này thì mấy cây kia cũng là bông rất là đẹp đó, luôn. Thì nó lên cứ nói hoài vậy đó. Dạ, cô chú anh chị ơi. Rồi, đi vào thông số luôn đi Hồng ơi. Dạ, chiều cao em đo là được 60 ạ. Hoành em đo ngay vị trí này là được 7 ạ. Cây mã số 32 này cũng là 450 ạ. Em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Dạ, theo là mã số 33 ạ. Cũng là đào indo luôn ạ. Cây này cũng đen ra bông với lại đen có trái ạ. Đó có một trái non đây ha. Trái đây ạ. À, trái đây. Rồi, hoa thì cũng đầy hết trơn luôn rồi cô chú anh chị ơi. Rất là đẹp luôn. À, cái này gửi về thì cô chú anh chị mình tới để có trái luôn là vừa luôn ha. Em đo chiều cao luôn ạ. Dạ, chiều cao là được 66 ạ. Hoành em đo ngay vị trí này là được 10 ạ. Cây mã số 33 cũng 450 luôn ạ. Em bao phí ship toàn quốc ạ. Rồi, lên tiếp theo đi em. Dạ, cây tiếp theo là mã số 34 ạ. Cũng là cây đào luôn ạ. Rồi, bông cũng đầy chứ. Ừ, cây nào cũng đang cây bông có chứ. Bông luôn ạ. Đúng, bông luôn. Đều theo nhánh cây gì đó. Dễ lựa chọn hơn. Dạ. Em đo chiều cao là được 70 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 8 ạ. Cây mã số 34 này cũng 450 không ạ? Em đo phía xíu rồi ha. Dạ. Rồi, lên tiếp theo đi em ơi. Dạ, cây tiếp theo là mã số 35 ạ. Đó cũng hòa cứng cây chừng cô chú anh chị. Cũng rất là đẹp. Cây này rất là da bông rất là nhiều luôn ạ. Trời ơi, bông đầy hết trơn ha. Đầy hết luôn. Trời. Rất là đẹp luôn. Dạ, em đo chiều cao ạ. Dạ, chiều cao là được 80 ạ. Hoành ngay vị trí này là được 7 ạ. Cây mã số 35 này cũng là 450 luôn ạ. Em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Trời, tiếp theo luôn đi Hồng ơi. Cây tiếp theo là mã số 36 ạ. Dạ đây. Cũng đang có bông luôn ạ. Cũng có bông ha. Dạ, đúng rồi. Cũng bông nó nói lên hoài vậy ha. Có bông mà rồi, xanh mướt ha. Trời, đi vào thông số luôn em ạ. Dạ, chiều cao em đo là được 60 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 8 ạ. Cây mã số 36 cũng là 450 luôn. Em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Thì cô chú anh chị mình cứ chờ đón xem thì Hồng ở cuối clip mình có hai cây đào lớn ha. Cây đào lớn ạ. Một cặp đào lớn ha. Rất là đẹp luôn. Trời. Dạ này, em lên cây tiếp theo luôn ạ. Cây tiếp theo là mã số 37 ạ. Cũng là đào indo luôn ạ. Cây rất là đen có bông luôn ạ. Nói chung cây nào cũng có hoa hết trơn á cô chú anh chị. Với lại có trái luôn anh. Cứ về trồng thì nó nói lên hoài. Dễ lựa chọn. Rồi, đi vào thông số luôn đi em ơi. Dạ, chiều cao em đo là được 1 mét. Hoành em đo ở vị trí này được 8 ạ. Cây mã số 37 là 450 luôn ạ. Em bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi. Đây này, cây tiếp theo luôn ạ. Cây tiếp theo là mã số 38 ạ. Rồi, cây 38. Cây này cũng đen ra bông cũng có một cái nhiều. Trái ha, còn được một cái trái ở trên cây đây nè. Đây 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 đây, em thấy đây ha. Đó, vừa có bông có trái luôn, đầy đủ cho cô chú anh chị mình ha. Dạ, em đo chiều cao luôn ạ. Dạ, chiều cao là được 80 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 8 ạ. Cây mã số 38 cũng là 450 luôn, em bao phí ship toàn quốc ạ. Rồi. Dạ. Rồi, tiếp theo luôn đi không ạ. Dạ, cây tiếp theo là mã số 39 ạ. Tới cây to ha. Dạ đây. Xum xê quá trời cô chú anh chị ơi. Quá trời, cái cây này bông. Đen ra bông rất là nhiều nha. Bông nhiều dữ lắm cô chú anh chị ơi. Dạ. Nó kín hết trơn thì nữa, trái nó đặt cây luôn đó ta. Đang có trái và vừa có bông luôn cô chú anh chị. Trái bên đây, trái đang chín thôi ha. Dạ. Rồi trái này đi thì có thể là bảo quản được nè cô chú anh chị. Dạ. Nó còn cái chín thì nó hơi rụng, còn cái trái này nó còn nâu vậy. À, nó còn nâu, chưa có chín mùi. Còn có đang trái màu xanh nữa nè. Đó, cây tàn đẹp quá ha. Rồi. Dạ, chiều cao luôn ạ. Dạ, chiều cao là được 1m1 ạ. 1m1. Dạ. Hoành em đo ở vị trí là được 11 ạ.
Rồi. Cây mã số 39 là 800 ngàn ạ. Em bao phí ship không ạ? Rồi, 800 ngàn ha. Dạ. Chú anh chị có lựa chọn thì qua Zalo số điện thoại 0901099883 ạ. Tiếp theo là mã số 40 ạ. Là cây đào luôn ạ. Cây này đang có trái nha. Có trái nha. Dạ. Mà cây gốc gốc lớn ha. Dạ này, trái nó nâu đây. Cây gốc lớn nhà vườn có cun cái tàn lại gọn ở trên đó cô chú anh chị. Đẹp luôn. Rồi, đó thông số luôn đi không anh? Dạ, chiều cao cá em đó ha. Là được 1m2 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 14 ạ. Ồ, gốc khá lớn nha. Dạ, gốc nó thật to luôn. Cái mã số 40 là em Zalo là giá 1 triệu ạ. 1 triệu đồng. Dạ đúng rồi anh. Cây này xếp đi cũng to ha. Dạ. Hơi nặng. Rồi, đến cây tiếp theo. Em là mã số 41 ạ, cũng là cây đào luôn ạ. Cây này rất là có hoa rất là nhiều ạ. Cái này hoa nó nở nó ra nó màu trắng như là mai chiếu thủy gì đó cô chú anh chị ơi. Nó nở trắng xóa nguyên cây như tuyết gì đó ha không? Dạ đúng rồi anh. Dạ cây của này quá trời bông luôn rồi. Có bông ngoài có trái luôn ạ. Như siêu bông vậy cô chú anh chị ơi. Siêu bông rất là đẹp luôn. Dạ em đo chiều cao luôn ạ. Đo được 1m2 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 11 ạ. Cây mã số 41 là giá 1 triệu ạ. Em bao phí ship luôn ạ. Rồi cây này 1 triệu ha. Dạ đúng rồi. Rồi những cây tiếp theo là cây mã số 42 ạ. Rồi cây 42 luôn ạ. Dạ đây. Rồi cây này nó cũng chấm chấm ra bông rồi ha. Dạ này. Có trái trên cây. Trái nó cũng vài trái ha. Đó, mini mini nè. Mấy trái này thì có thể là bảo quản về tới cô chú anh chị nè. Dạ. Em đo chiều cao luôn ạ. Dạ là được 1m2 luôn ạ. Hoành em đo ở vị trí này là được 12 luôn ạ. Cây mã số 42 này giá 1 triệu ạ. Em bao phí ship luôn ạ. 1 triệu ha. Đúng không ạ? Tiếp theo là mời cô chú anh chị ra ngoài trước sân đi ạ. Ra ngoài sân ha. Cái do là không có mang vô được. Đó thì những cây lớn thì Hồng để ngoài phía trước ha. Rồi đi vào cây này đi Hồng ơi. 46 à, cũng là cây khế ạ. À, cây khế. Cái này lúc trước em chưa có giao lưu được nên bây giờ em quay lại cây khế này ạ. À. Rồi dạ. Chưa được giá hả Hồng? Đúng rồi. Dạ. Rồi hôm nay là mình giao lưu lại là có sale giảm giá gì bớt không em? Dạ có anh. Rồi cây khế này thì có nhiều cô chú anh chị mình xem cái clip trước thì cũng clip trước thì em bán hết một cây hả à, không? Dạ đúng rồi. Cây khế lớn. Trước em bán một cây còn bây giờ còn rồi, cây tay nuôi cốt cành cũng khá là ổn rồi đó cô chú anh chị. Về mình cây này thì giao lưu về nuôi thêm ha. Rồi thì ở đây thì có những cái nhánh áp để Hồng tạo cái bộ đế đặt đây ha Hồng. Dạ đúng rồi. Đó cây bây giờ là nói chung là nó hoàn thiện để nuôi đó, để cô chú anh chị mình về nuôi thêm ha. Cây rất là đây. Đẹp luôn, rất là sạch luôn ạ. À. Cây già cốt cành xong hết trơn luôn rồi cô chú anh chị. Một hai phong rồi ok hết rồi. Đây ha. Khủng lắm ha cô chú anh chị. Hàng này nuôi thì tương lai sau này thì nó lên tiền. Quá wow, trời cái bệ ha. Em có thể ngồi xuống em hảo cho cô chú anh chị mình xem đó không? Dạ đây. Ồ, nguyên cục. Nó bầu to dữ lắm rồi cô chú anh chị. Rồi đi vào thông số của cây luôn đi Hồng ơi. Dạ em đo chiều cao là được 90 ạ. Em đo nhiều vị trí cho cô chú anh chị tham khảo ạ. Dạ là được 70 ạ. Rồi. Ngay vị trí này là được 70 ạ. 70 cho cái cổ eo dạ. Trên. À. Rồi hoành thân đó. Hoành thân ngay đây là được 94 ạ. À. Rồi tổng đế thì vậy thì nó 1m5. 2m nó ra khoảng 2m2, 2m3 dạ. Vậy của chú anh chị ơi. Dạ. Rồi thì giá ngày hôm nay của cây này sao không? Cây khế mã số 46 này là em giao lưu là giá 14 triệu ạ. À. 14 triệu, giảm 1 triệu so với clip em trước ha. Triệu, à. Giảm hơi sâu luôn á không? Dạ. Cây này ship đi thì nó nặng lắm cô chú anh chị. Đây. Rồi cái này là mình ship hình thức ship đến đâu không? Dạ ship em bao phí ship là 200km đổ lại ạ. À. Rồi 200km đổ lại thôi ha. Do quá to chia dạ, sợ chi phí nó nặng ha. Rồi. Theo là mã số 47 nha. Đây là cây khế gân ạ. À. Rồi. Là lâu luôn một à. Cây khế gân ha. Trời ơi nguyên một cây khế gân. Tai tán rồi thành phẩm hết trơn rồi à, cô chú anh chị. Dạ. Rồi đặc biệt thì cây này cái tai tán giống như là người ta sửa tự nhiên ha. Một cây khế gân này là cây khế cổ cô chú anh chị ơi. Quá trời to đây. Đây em có thể ngồi sau em ôm cây khế gân đó. Hồng ôm muốn giáp luôn cô chú anh chị. Ồ khế gân mà cây to gì cũng ít thấy lắm cô chú anh chị. Dạ đúng rồi.
quá trời lớn nha. Lắm luôn rồi, em nuôi cũng lâu lắm. Rồi. Đây. Nó gần nu lên à. Nu lên. Đó, cây này thì dạng cây đa thân á không? Dạ đúng nha. Rồi, đây là nguyên một bệ nha. Nguyên một dòng cô quá trời lớn. Tay cầm này tự nhiên thôi. Cô chú anh chị nào mà muốn về chơi bonsai thì mình có thể rút vô ha. Đó, tay cốt cành nè cô chú anh chị. Ôi trời, cái bãi đế này. Nguyên một đặc luôn. Ồ, khi gần nhà, những cái bệ đế gì nó xuất sắc ha. Rồi thì đa thân thì bên đây là cái cây này nó rời hả Hồng? Dạ. À đây nè, phía này thì cái cây là nó rời chứ không phải là một cây nha cô chú anh chị. Đó, cái gì thì chỉ cho cô chú anh chị mình xem thêm hết ha. Đây nè, cái phần của cái cây này là nó rời nè. Đây đây đây. Đó, là cái này là như là hai cây. Hai cây hả Hồng? Dạ. Đó, thì chỉ rõ ràng cho cô chú anh chị mình luôn. Hai cây. Rồi, thì đi vào thông số đi em ơi. Dạ, em có chiều cao luôn ạ. À. Dạ, là được 1m3 ạ. À. Chiều cao là được 1m3 ạ. À. Em có nhiều vị trí cho cô chú anh chị tham khảo ạ. Rồi, tổng cái cụm đi. Tổng cái này là được 77 ạ. Rồi. Em cho đại diện bên đây. Một thân ha. Rồi. Dạ cây mẻ số 47 em cho luôn là giá 12 triệu ạ. À. 12 triệu ha. Dạ. Rồi bao phí ship toàn quốc ha. Cây này đi. Rồi em bóp bầu đi hả không? 200 km đổ lại. À 200 cây thôi ha. Toàn quốc hả bị chua ha. Mình thương lượng qua số điện thoại 0901099883. Rồi 12 triệu. Dạ. Dạ. Rồi tiếp theo. Em có một cặp đà Vino ạ. Rồi cặp đầu lớn ha. Cặp đầu lớn ạ. Ồ cái cặp đầu này nó đẹp ha. Tay cành có sẵn hết cô chú anh chị. Dạ. Đó. Ra bông cũng đang có trái luôn ạ. À. Cây bên đây thì nó ra bông à. Dạ, cây bên đây thì có trái nhóc vậy nè. Bên đây thì có trái ạ. À. Rồi. Tình hình thì cái đào này chắc cũng ship gần thôi á Hồng dạ, chứ. Cũng 200 đổ lại ạ. Cây này cũng đi dạ. Xe tải thôi cô chú anh chị ơi. Dạ đây. Đó. Đây luôn. Đâu có hút cái thước đó là 1m5, 1m6, 1m7 lần không ơi. Hơn hơn 1m5, 1m7, 1m7 á cô chú anh chị. Rồi đo cái hoành thân ở vị trí đó đi không? Vị trí đây là được 18 ạ. Rồi. Rồi đo cái cây bên đó đi, tương đối thì cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. 16. Dạ một cặp này cho luôn hôm nay là em bán là 12 triệu ạ. Rồi 12 triệu là một cặp phải không? Dạ, đúng rồi. Là bao ship? Dạ bao phí ship thì cũng 200 km đổ lại. 200 km ha. Đặc biệt thì cây này về cô chú anh chị mình mà vô dây ha, cân cây rồi lại rất là đẹp ha. Dạ. Và có giá trị cây ha. Dạ một cặp đào này em cũng hết ạ. Rồi, cái gì là cặp đào này là cuối clip ngày hôm nay phải không? Dạ đúng rồi. Rồi thì cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video ngày hôm nay của nhà vườn Gia Phúc. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị dành cho nhà vườn ha.